Hôm nay lên cho anh em một viên huyết tăng. Một viên thô vỏ trắng như nâng thực phẩm. Bỏ ra vật liệu này rất tinh tế. Tinh thể da đá siêu mịn luôn. Độ thấu quang gần như hoàn hảo. Có một chút màu nền xanh nhạt. Các bạn đừng để bị lừa bởi thấu quang. Các bạn phải biết nước ngọc và trường ngọc là hai khái niệm khác nhau. Thấu quang tốt chưa phải là trường tốt. Chúng tôi dự đoán rằng trường ngọc vật liệu này là một loại nếp sáp. Sau khi cắt sẽ có một chút màu nền.